Xin chào các bạn, Canada nằm trong top 3 quốc gia có môi trường sống, học tập và làm việc tốt nhất trên thế giới. Chính vì thế mà hàng năm Canada đón một lượng lớn du học sinh từ nhiều nơi trên thế giới về đây sinh sống và học tập. Tuy nhiên thì muốn tới được đất nước này du học, bạn phải chi trả một khoản tiền không phải là nhỏ, nên nhiều bạn đã tìm kiếm những công việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng chi phí đó. Nếu bạn có ý định làm thêm tại Canada, hãy xem qua những lưu ý sau đây về việc làm thêm khi du học Canada trước khi bắt đầu tìm kiếm công việc nhé. Bên cạnh thời gian học tập ở trên trường, bạn sẽ có cơ hội được tham gia lao động ở trong lĩnh vực nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm sống và kiếm thêm thu nhập chi trả cho học tập. Hiện tại thì phía chính phủ Canada đã tạo điều kiện thuận lợi cho những du học sinh khi tới học tập tại đây nhằm hòa nhập vào cuộc sống cũng như là đóng góp một phần công sức và trí thức cho đất nước này. Cũng chính vì lý do đó mà chính phủ đã đưa ra rất nhiều chính sách cụ thể để làm việc cho sinh viên du học quốc tế. Bạn sẽ có cơ hội được làm thêm ngay tại trường nơi bạn đang theo học nếu như trường bạn có xưởng sản xuất, với điều kiện hiện bạn là sinh viên chính khóa tại trường công lập. Nếu như bạn theo học tại trường tư thục thì phải là trường được thành lập và đang hoạt động theo điều lệ của chính phủ và hàng năm đóng góp vào ngân sách của nhà nước 50% lợi nhuận. Bên cạnh đó thì phía chính phủ Canada cũng có chương trình làm thêm chính thống dành cho sinh viên nước ngoài làm việc trong thời gian học tập tại đây. Đồng thời cũng cần phải có điều kiện bạn là sinh viên chính khóa đang học tập tại những trường cao đẳng, đại học hoặc trường dạy nghề công lập. Thì các bạn có thể truy cập ngay vào fanpage Du học Tân Đại Dương hoặc liên hệ vào hotline 028-3848-4879 hoặc 028-3838-2080 vào giờ hành chính để được tư vấn miễn phí về chương trình Du học Canada nhé. Thì ưu điểm của việc đi làm thêm khi du học Canada là gì? Sinh viên có thể học tại một số trường học ở Canada với chương trình học 8 tháng. Được thực tập và hưởng lương 4 tháng sẽ giúp sinh viên có thêm thu nhập và kinh nghiệm nhất định trong công việc. Nằm trong top 3 quốc gia có môi trường sống và học tập làm việc tốt nhất trên thế giới. Sau khi ra trường thì sinh viên sẽ được phép ở lại 3 năm để tìm việc làm với mức lương cao, có cơ hội được định cư sau khi tốt nghiệp, được làm thêm 20 giờ một tuần trong thời gian học và được làm thêm 40 giờ một tuần trong những kỳ nghỉ lễ. Việc làm thêm ngoài giờ học không chỉ là nhu cầu của những bạn du học sinh quốc tế mà nó còn là của những bạn sinh viên năng động ở trong nước nữa. Các công việc làm bán thời gian phổ biến tại Canada như sau: nhân viên trong siêu thị, nhân viên khách sạn, nhân viên rửa xe, nhân viên phục vụ các quán ăn châu Á, nhân viên lễ tân phòng khám, nhân viên làm đẹp tại các tiệm nail, và trung bình thu nhập một giờ làm việc là khoảng từ 8 đô la cho đến 10 đô la. Đặc biệt với các bạn nữ, nếu có một chút khả năng làm về nail hoặc trang điểm làm tóc thì thu nhập có thể lên tới 15 đô cho đến 18 đô một giờ. Có nhiều bạn học sinh làm phục vụ tại các nhà hàng gần như không mất tiền ăn do được chủ cửa hàng nuôi ăn trong quá trình thời gian làm thêm. Hoặc có những du học sinh làm thêm tại các nông trại vẫn thường được các chủ nông trại cho rất nhiều hoa quả, rau củ sau mỗi lần tham gia làm việc. Hơn nữa là nhiều trường cao đẳng đại học tại Canada thì cung cấp các chương trình co-op là các bạn có thể đi thực tập hưởng lương. Những sinh viên năm cuối, năm 3, năm 4 có thể được cử đi làm hưởng lương tại các doanh nghiệp đối tác của trường tại địa phương. Sinh viên vừa tích lũy kinh nghiệm làm việc, vừa được trả công như một nhân viên thực sự. Thời gian thực tập hưởng lương khoảng từ 4 cho đến 6 tháng một đợt và thu nhập sẽ dao động từ 2.500 cho đến 3.000 đô Canada một tháng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về những lưu ý về việc làm thêm khi du học Canada, hãy liên hệ ngay đại diện tuyển sinh du học Canada tại Việt Nam, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam Tân Đại Dương, chi nhánh tại quận 1, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, điện thoại 028-3848-4879, hoặc bạn có thể liên hệ tại chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 028-3838-2080, hoặc các bạn có thể truy cập qua website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội nhé.